Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video hướng dẫn mọi người, các bạn thực tập sinh Gino Chiuse, thực tập sinh 1 năm, 3 năm, 5 năm, chuyển đổi visa từ thực tập sinh sang visa gia đình. Một số các bạn thực tập sinh nữ thì sau khi mà muốn kết hôn với các bạn mà kỹ sư ấy, mà muốn chuyển sang visa gia đình ấy, thì nhiều bạn rất chi là loay hoay về các vấn đề thủ tục. Hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách làm thủ tục như nào, rồi thì các cái giấy tờ viết nào, các đơn đủ như nào, xin xin như nào thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể ở dưới. Thì mọi người xem và để ý kỹ từng các cái bước thao tác mình làm. Còn nếu bạn nào mà có gặp vấn đề khó khăn thì có thể comment hoặc là gọi điện cho mình trực tiếp để mình hướng dẫn cụ thể, hoặc không biết làm cái gì thì mình có thể ủng hộ được. Mọi người xem ở dưới nhé. Vâng, cái này thì lúc đấy mình đã nói rồi đấy. Đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái thủ tục thực tập sinh kết hôn chuyển visa gia đình nha, tại Nhật nha. Cái đầu tiên, một là cái đơn xin chuyển visa này. Cái đơn xin chuyển nhé, nếu nếu như các bạn nào mà visa khi mà về nước, chưa về nước mà vẫn vẫn ở làm nghiệp đoàn mà muốn chuyển visa thì là thì các bạn làm cái đơn xin chuyển nhé. Đấy. Cái đơn này là cái mẫu sẵn là mình để xuống cho phần comment đấy các bạn. Là còn nếu các bạn nào mà hết hạn 1 năm hoặc 2 năm, 3 năm về lấy lên kim rồi ấy, thì các bạn là xin C chứ không phải là Henco nhé, không phải là đổi nhưng mà là xin mới thì lại khác. Còn đây là mình nói làm trường hợp là mình Henco nhưng mình đổi từ đang thực tập sinh ghi đô chữ C sang sang visa gia đình nhá. Đấy. Thì mau mình sẽ hướng dẫn được cái bản dưới. Hai là giấy tờ kết hôn. Nếu mà kết hôn bên Nhật thì các bạn phải có kết kết consummation bên Nhật, hoặc kết hôn Việt Nam thì bạn phải có kết hôn Việt Nam, xong có giấy xác nhận của đại sứ quán nha. Đó. À, giấy xin nghỉ việc tại nghiệp đoàn hoặc hiện tại thì cái giấy tay sơ cữu số mấy số thì cái đấy mình khi mà các bạn xin nghỉ việc công ty thì các bạn phải xin cái giấy này, bắt buộc xin giấy này và cái giấy đồng ý của nghiệp đoàn ấy nhá. Ngày xưa mình không biết là cái, bây giờ mình biết trong trong dục của Nhật thì nó không có, bây giờ nó có thêm mục lệ này, đôi số mê sổ trong trước khi các bạn lúc mà các bạn xin cái giấy tay sơ cựu số mê này thì các bạn cũng xin luôn cái giấy đôi số mê sổ luôn nhé, nhờ cái đoàn xin cho. Còn nếu mà không xin, người đoàn không xin được mà thì các bạn làm cái tờ đơn xin gửi lên công ty của các bạn nào ấy, thì nếu các bạn nào không biết thì các bạn có thể comment mình hướng dẫn cái mẫu đơn đấy. Cái mẫu đơn này mình phải tự làm nhé. Cái thứ năm là hộ chiếu của cả vợ và chồng copy nhá, copy màu càng tốt. Cái thứ sáu là ảnh 3x4, 3 tấm, thực ra 2 tấm cũng đủ. Cái thứ bảy là thẻ ngoại kiều của vợ và chồng thì các bạn thực tập sinh thì các bạn photo một bản và hai mặt, mặt trước mặt sau, và cái chồng của bạn là kỹ sư cũng photo hai mặt nhé. Giấy xác nhận cư trú là cái giấy Jimio là các bạn là xin nhá, cái đấy mất 300 yên. Giấy giấy thuế thu nhập cũng mất 300 yên nhá. Ra cái phần chỗ mà hỏi các hỏi Nozekaze thì họ chỉ ra cái khu vực đấy, các bạn xin cái giấy Nozekaze của năm trước, nghĩa là năm năm trước đấy nhá. Và cái bảng lương 3 tháng gần nhất Kyoryu Mensai là 3 tháng gần nhất. Mình nếu các bạn bây giờ là tháng tháng 2 thì các bạn xin tháng 1, tháng 12, tháng 11 đấy. Và cẩn thận hơn thì các bạn xin một cái giấy là à, cái giấy ở chỗ này phần 11 này là phần giấy xác nhận công việc là các bạn hiện đang làm ở công ty nào. Đó, công ty các cái giấy này là các bạn nên công ty các bạn xin nhá. Jai so cự so mê so. Nên công ty và công ty là cấp cho. Nên không mất tiền. Và cái số 12 là số dư tài khoản ngân hàng này từ khoảng 30 đến 50 man. Jandaka so mê. Cái số dư tài khoản ấy thì các bạn ra ngân hàng xong các bạn bảo với nó là dùng thẻ Usio cũng được, hoặc là các ngân hàng khác như UFJ hay là Jisona hay các ngân hàng Kyoto Winco gì đấy, thì các bạn bảo người ta bảo là cái Janaka Somesho Hoshi thì là người ta cấp cho luôn, chắc mất 2 hôm nó sẽ gửi về nhà cho mình. Và cái 13 là cái sơ yếu lý lịch của hai vợ chồng từ khi quen nhau đến khi kết hôn ấy, thì các bạn lấy tầm khoảng 6 bức ảnh xong các bạn ghi vào đấy, chèn vào một cái file ở đấy, xong bạn ghi thêm mấy cái mục mấy mấy chữ thứ nhật vào đấy là từ lúc kết hôn như này, chụp ảnh khi nào đấy, ghi thêm vào đấy. Đó, thì đây là toàn bộ cái chỗ mà
thực tập sinh kết hôn chuyển visa sang visa gia đình nha. Thì đây mình mở file các bạn nhìn nhìn qua cách điền cái file mà cái đơn xin mà chuyển chuyển visa nhé, chuyển từ thực tập sinh nhé. Còn nếu mà các bạn về nước rồi thì về nước nước rồi mà hết visa rồi ấy, thì các bạn là xin C nhá, chứ không phải là HENCO nhá. Đây thì cái mẫu đơn này ấy, đây mẫu đơn này nó nằm ở trên này, nó nằm chỗ này này, chỗ này mục này này thì là nó mục này thì là cái mục HENCO nhá, yêu cả này, xin C ở đấy. Thì ở đây thì nó vẫn như mọi khi thôi, là cũng giống nhau hết. Kokuseki là nước Việt Nam, tôi là mư ngày tháng năm sinh này. À, đây là tên của người được mình cần bảo lãnh này, mình chuyển chuyển đổi này. Thế, nam hoặc nữ này, đấy. Ở Việt Nam thì nó ở khu vực Lào, thành phố Lào. Thế khi cái người này thì là cái người có người không, nếu mà có con hoặc gì đấy thì có thì điền vào đây, mà không thì không điền vào đây. Cái Sokugyo này là cái hiện tại cái người mà mình cần bảo lãnh là đang làm thực tập sinh. Đấy. Thì siêu C là thực tập sinh. Thế, địa chỉ ở Việt Nam. Thế địa chỉ của người chồng ở bên Nhật này. Đấy. Rồi, địa chỉ bên Nhật. Địa chỉ của cái người mà đấy ở bên Nhật ấy. Đấy, chỗ địa chỉ chỗ nào ấy. Đấy. À, số điện thoại rồi cái số hộ chiếu nhá, chỗ này là khu vực số hộ chiếu này, ngày hết hạn của hộ chiếu này, ngày tháng năm sinh này, là ngày tháng năm của số hộ chiếu này, và cái Rai Jiu Si Kaku là trên cái thẻ gai của cái bạn đấy là gì, dịch siêu xe một gì đấy ghi vào đây, rồi thời hạn là bao nhiêu, 1 năm, xong rồi ngày hết hạn bao nhiêu ghi vào đây. Và cái tiếp theo nữa là cái giá trị cao đồ của cái người đấy nhá, cái người mình cần bảo lãnh là bạn điền cái giá trị cao đồ, bỏ thẻ thẻ gai ra ghi vào đây. À, bây giờ mình muốn mục đích của mình muốn muốn chuyển visa sang là chuyển sang visa gia đình đúng không? Ca du cự tay dài. À, mục đích mình ghi vào đây là mục đích chuyển và mong muốn được mấy năm, mà mục đích 3 năm. Và đây là mục cái lý do mà mình hên cô nhé, là sau khi mình đã kết hôn và mình muốn chuyển visa sang gia đình và muốn sống ở Nhật. À, các bạn có thể chép chữ này nguyên chữ này và lại cho mình nhá. Trong cái mục này thì bạn cứ lâu cho mình có phạm tội hay không thì lâu này. Thì đã có tiền án tiền sự chưa thì cũng lâu hết nhá. Cái hai là có người thân ở bên Nhật không thì các bạn có tích vào đây có nhá, tại vì có chồng đấy đó. Hoặc là vợ rồi đấy. Thế mục này là mục mà chồng hoặc vợ người bảo lãnh, cái người mà bảo lãnh ấy. À, nếu nó chồng thì bảo lãnh vợ thì là chồng, mà nếu mà vợ bảo lãnh chồng thì là vợ, là tên này, ngày tháng năm này, bê tô năm mươi này, xong là tên cai xạ và cái số hay qua đồ nhá. Đó. Tiếp theo là cái mục này là nếu mà các bạn kết hôn ở Việt Nam thì các bạn điền mục dưới nhá, dưới ngày tháng năm, còn các bạn kết hôn ở Nhật thì các bạn điền mục trên. Ghi cũng ngày tháng năm ở đây và tích vào cái ô này cho mình nhá. Đó. Và dòng này thì tích vào lâu. Đó. Mấy năm dưới này thì bỏ qua không cần thiết. Cái phần mục về lên của cái chỗ mà người đại diện đi nộp giấy tờ ấy, nếu mà đổi mà các bạn mà đổi visa ấy, đổi visa sang thì các bạn lên điền điền là cái người chồng hoặc cái người vợ cũng được, điền cái người đi cùng phải là vợ nhé. Nếu mà đi đổi visa đi khỏi đi 2 người chứ không 1 người nó không cho, không đồng ý đâu, đổi về đấy. Thì người đại diện thì các bạn điền tên bạn, tên là chồng, địa chỉ, số điện thoại, nếu mà vợ đi cùng thì điền tên vợ luôn. Đó. Số điện thoại thì vào đây. À, tiếp theo này, những người mà được đổi visa này, tên này, sự thẻ gai này, còn người mà đại diện này. À, thì các bạn ghi tên các bạn vào đây, xong rồi ngày tháng năm sinh, quốc tịch, thẻ gai, và cái trên thẻ gai các bạn là nghề nghiệp là gì, các bạn thực sự là kỹ sư ấy. Đấy, ghi vào đây visa bao nhiêu, 35 năm. Xong rồi ngày hết hạn thì ngày tháng năm, nếu các bạn là chồng thì các ghi là chồng, nếu mà các bảo lãnh vợ thì các bảo lãnh vợ thì bạn ghi là chồng, còn nếu mà bảo lãnh chồng bạn ghi vợ nhá, như đây nhá. Thế cái mã số cá nhân này, cái mã số này là đây là mã số của công ty hiện tại các bạn đang làm, chứ không phải số mã số cá nhân mà các bạn của bạn đâu nhé, đây là cái mã số của công ty nhé. À, thì đây là tên công ty, các bạn lên công ty và người ta cấp cho. À, rồi thì là cô dồ ở đâu thì nếu không xã hay gì đấy các bạn đều vào đây. À, rồi hay là không tên xin tên gì đấy, thì các bạn phần này phần địa chỉ nhá, còn có một là số điện thoại và lên siêu các bạn 1 năm thu nhập bao nhiêu điền vào đây nhá. À, tiếp theo nhá,
Thì ở đây thì cái giấy kết hôn ấy, thì nếu các bạn kết hôn bên bên Nhật đấy thì các bạn phải cần có một cái bản dịch đấy, và giấy chứng nhận của Đại sứ quán Việt Nam nhá. Ở đây mình có mẫu này rồi nhỉ. Đây. 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 Mình kêu bên Nhật nha, thì mình trích lục kêu hôn bên Nhật có chữ ký của Đại sứ quán Việt Nam nha. À, xong mình tự in tự làm bản dịch. Thế các bạn nào không có mã bản có bản dịch này thì các bạn có thể nhìn file của mình xong rồi tự in nha, tự làm nhá. Đó. Đó. Có cái quan trọng nhất ở đây này. À, đây đây là cái này quan trọng nhất này. Cái giấy đôi isomerol này rất nhiều bạn không biết cách cách ghi như nào, thì cái file đôi isomerol này mình để một cái file mẫu sẵn ở dưới, thì các bạn cứ nhìn thấy các bạn đánh ra và các bạn copy về các bạn sửa tên là được, xong bạn gửi công ty nó sẽ cấp cho một cái giấy đôi isomerol, bởi vì các bạn chuyển từ thực tập sinh sang visa gia đình phải cần có cái dấu này. À, bây giờ ngày xưa mình không biết đâu, mới lên thì họ bảo thế đấy, bây giờ mình biết có dấu này là có rất là quan trọng. Để sau khi các bạn đang đang làm dở đang là thực tập sinh nhưng các bạn chuyển visa sang visa gia đình nên phải cần cái giấy này. À, với một cái giấy tay số cự nữa, tay số cự thì công ty cấp vào rồi, còn cái giấy này thì nhiều công ty nó không cấp, nhiều đoàn không cấp đâu. Và cái giấy sơ yếu lý lịch nhé, sơ yếu lý lịch rất chi quan trọng này. Nên bạn lấy là tầm 5 bức ảnh cho mình, tầm 3 4 bức ảnh đấy. Sau 4 bức ảnh thì các bạn 3 bức cũng được. Các bạn điền ghi tên là thời gian mà các bạn quen nhau ở đâu này. Đó. Xong rồi thì quá trình quen nhau xong kết hôn là khi nào, kết hôn ở đâu là ngày tháng năm các bạn điền ghi vào đây. Xong rồi cái mục đích các bạn làm gì đấy, các bạn ghi ở đây cho mình nhá. Đó. Thế cái này các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment dưới xong mình sẽ hướng dẫn cho. Đó. Còn mấy cái mục như là mấy cái Nozekaze Jasi này, Jimino Jasi này. Đấy, còn cái nữa là cái có mỗi quan trọng nhất là cái tai số cự số mê là xin ở công ty, cái nghiệp đoàn này. Cái công ty mình đang làm ấy chứ không phải nghiệp đoàn đâu, công ty mình đang làm. Mấy cái hai là cái đôi isomerol cũng xin ở công ty mình đang làm nhá. Phải xin luôn nhá. Ừ. Còn cái giai số cự số mê thì lên công ty của chồng hoặc của vợ mình đang ý sư ấy, bạn đang làm xin rồi đấy. Janaka ra ngân hàng. Đấy, nên đây là toàn bộ quá trình mà giấy tờ cần thiết để các bạn chuyển đổi visa từ thực tập sinh Gino thì siêu C sang visa Kazu tay dài nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Mọi người ở phía dưới mà ai không hiểu mà cần tìm hiểu file gì thì nhắn tin cho mình là mình gửi file nhá.